Như các bạn đã xem thumbnail cũng như là cái intro ở đầu clip của mình thì chắc chắn rằng các bạn biết ngày hôm nay mình nói về chủ đề gì rồi đúng không nào? Đây là một cái chủ đề mà đã được rất rất nhiều các bạn yêu cầu mà phải mấy tháng rồi thì mình mới kiểu vượt lười và mới có thời gian để quay clip lên cho các bạn. Cũng đồng thời là mình đã sửa sang lại phòng này, rồi mình đã thay đổi lại một số đồ nội thất. Thế nên là ngày hôm nay thì mình mới có thể lên một cái video hoàn chỉnh cho mọi người cùng xem. Ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với mọi người cái không gian làm việc của mình nhá. Thì ngoài bàn làm việc ra thì ở trên đây là mình làm ba cái kệ sách mở như thế này, tức nghĩa là có thể nhìn thấy rõ được và trưng bày được mình có những cái quyển sách nào. Ngoài ra thì ở trên đây mình có một cái tủ này. Tủ này thì để chuyên để những cái sách truyện mà mình đã kiểu như là hoàn thành xong rồi này, hoặc là những cái bộ mà mình không thường xuyên mở ra để đọc. Thì chút nữa mình sẽ mở hai cái cánh tủ này ra cho mọi người cùng xem là có những gì nhá. Bởi vì là cái kệ quá cao cho nên là mình phải vừa cầm điện thoại vừa phải quay như thế này. Thế nên là mọi người hãy thông cảm giúp mình nếu như mà nó có hơi rung một tí nhá. Thì đầu tiên ở cái dãy bên tay trái này thì đa số là mình sẽ để những cái chuyện mà kiểu shonen này, những cái chuyện kiểu đánh đấm này, rồi kiểu máu me be bét đại loại là như thế, hài hước các kiểu. Và nó vẫn còn đang kiểu tiếp tục ra ấy và chưa full bộ. Thì hãy đến với cái kệ trên cùng, mình chỉ chuyên để box set thôi mọi người ạ. Thì ở đây mọi người có thể thấy là mình có một cái box set sơn trà đỏ. Đó, mình cũng đã unboxing cho mọi người xem ở những cái clip trước rồi. Sau đấy là box set Quê Sera Sera. Tiếp theo là những câu chuyện về người cá. Bộ này mình cũng chưa đọc hết mọi người ạ. Kiểu lười sao ấy, cho nên là mình vẫn cứ để ở đây. Hiệp sĩ phép màu, box set 1. Tới cái thời điểm mà mình quay clip này thì đã ra đến box set 2 rồi, nhưng mà đơn hàng của mình vẫn chưa về ấy. Cái bộ này mình cũng mua để sưu tập thôi, chứ mình cũng đã đọc nó nhuần nhuyễn từ thời xưa lắm rồi. Tiếp theo thì là box set Your Name. Cái này thì mình cũng đã quay, đa số là mình đã quay clip hết rồi. Another của nhà IPM nè. Box set Dưới Hiên Nhà Bà Già Đọc Boy Love. Chọn bộ 5 tập. Dơ Xe Hổ Và Cá. Cái phiên bản này là phiên bản đầu, chưa tái bản. Và mình khá là thích cái OB trong trong này. Hồi xưa lúc mình unboxing thì cái OB này mình rất là ghét, mình đã kiểu định vứt đi rồi ấy. Nhưng mà lúc sau thì nghĩ thế nào đấy thì mình lại phải lục thùng rác để mình lấy lại. Đó, kiểu rất là xinh ấy. Còn đây thì là album Tempest của mình. Như các bạn đã biết thì mình kiểu đã bắt đầu kiểu đu nhóm nhạc K-pop ấy. Kiểu 30 tuổi mình mới bắt đầu đu nhóm nhạc K-pop. Và đây là nhóm nhạc mà mình đu, Tempest. Cuối cùng rất là nặng, đó chính là Veil phiên bản siêu đặc biệt. Và đây là cái lớp truyện bên trong của cái ngăn chuyên đựng box set của mình. Thì đây là Đứa Con Của Thời Tiết này. Đó, mình đã để nghiêng mất. Đây thì thực chất không được gọi là box set. Mình cũng đã lên cái review cho mọi người xem rồi, nhưng mà mình vẫn cho vào cái khoang để box set. Hơi dở là nó bị như thế này. Tiếp đến là Nhà Trọ Của Những Điều Đã Mất này. 50cm Một Cuộc Đời. Mình rất là thích cái bộ này luôn. Clover của nhà Clan. Cũng là chỉ để sưu tập thôi chứ mình không đọc. Những Đứa Con Của Sói. Bộ này rất là hay. Và cuối cùng thì là ba cái box set của Azin từ tập 1 đến tập 17. Và như mọi người đã thấy thì ở dưới những cái chuyện này của mình thì mình đều có một cái kệ gỗ như thế này. Mình đã đặt đóng riêng để có thể là để và trưng được những cái chuyện của mình lên trên như thế này. Để khi mà mình xếp như thế này này thì mình có thể nhìn được lớp trong lớp ngoài luôn. Và mình đặt bằng gỗ công nghiệp để nó có thể chịu lực một cái trọng lực kiểu lớn ý, và không bị cong vênh ấy, rất là chắc chắn luôn ấy. Đấy, thế nên là mình đã đặt riêng nó.
xuống dưới ngăn tiếp theo thì đây là những cái bộ truyện mà mình cũng đang đu. Mình sẽ bỏ cái này ra. Đây là từ tập 1 đến tập 9 của hồi ký Vanitas. Mình rất là thích những chuyện liên quan đến macaron các kiểu. Cái bộ này thì hay không có gì để bàn rồi. Và tác giả cũng có một bộ, đó là Pandora Hearst, khá là nổi tiếng. Nhưng mà mình đọc bộ đấy thì mình thấy không hợp lắm. Mình cũng có cái bộ đấy rồi và mình đã kiểu pass rồi ấy, kiểu thế. Tại vì là mình thấy không hợp, mình đọc không hợp lắm. Tiếp đến là từ tập 1 đến tập 7, Monster 8. Mình đã đu hai phiên bản, hơi đau ví một chút. Nhưng mà mình rất là thích. Đây, đây là phiên bản Bright. À, bản thường, bản Bright thì cũng sẽ có quà tặng thôi, còn đâu bìa nó cũng giống nhau ấy. Đấy, thì cái bản này lúc nào mình đu được Bright thì mình đu. Còn không thì mình sẽ mua bản thường thôi. Còn đây, đây mới là cái bản mà mình cực kỳ yêu thích, bản Dark. Mình thích lắm lắm luôn mọi người ạ, bởi vì cái chất liệu giấy này, chất liệu của cái bìa truyện ấy, nó đẹp lắm luôn ấy. Kiểu mình rất là thích, còn nội dung bên trong thì nó cũng như vậy thôi. Đây, đẹp khủng khiếp, đẹp đúng không mọi người? Đó, mình rất là thích luôn ấy. Kiểu như mình thường nói với mọi người là mình kiểu không đu kiểu một bộ truyện mà mình mua hai số lượng hai giống nhau này, hoặc là mình cũng không phải là người chơi kiểu như là hệ phụ kiện hay là mình mua vì phụ kiện đâu, nhưng mà sẽ tùy chuyện. Tùy chuyện thì mình sẽ mua và sưu tập. Thí dụ như Monster 8 thì dù như thế nào mình bắt buộc mình sẽ phải mua hai phiên bản, bởi vì phiên bản Dark nó quá đẹp mọi người ạ. Đấy, đẹp lắm luôn ấy. Mình sẽ rút ra cho mọi người xem. Trời ơi, đẹp không? Phiên bản Bright cũng đẹp nhá, nhưng mà bản Dark thì còn kiểu đẹp hơn nữa luôn ấy. Tiếp theo thì là Migi and Dali và Blue Flag nè, Blue Berriot đây. Và lòi ra một cái cuốn Hôn nhân hạnh phúc của tôi. Đó, cái cuốn này để sang bên này đi. Chắc là ai bị OCD sẽ tức giận lắm bởi vì mình bị thiếu. Thí dụ như ở đây mình thiếu tập 5 này, xong mình thiếu tập 6 này, xong ở đây mình thiếu tập 6 tiếp này. Không hiểu sao khi mà mình mua truyện ý, rõ ràng mình đã ra và mua theo ngày phát hành, nhưng mà có những tập truyện thì mình vẫn bị quên mọi người ạ. Kiểu dạng như là mình không nhớ là mình đã mua chưa ấy, xong mình mua quá nhiều truyện, thế là mình quên mất. Đây, Migi and Dali này. Mình khá là thích cái bìa của Migi and Dali. Nó kiểu mang hơi hướng kiểu cổ điển thời xưa ấy. Và mình còn thiếu nhiều lắm, có những bộ mình thiếu cứ 1-2 quyển thôi. Và chắc là mình cũng sẽ phải lên một cái clip ghép bộ cho những cái bộ truyện ở đây. Tí nữa mọi người xem, mình còn thiếu khá là nhiều tập. Mình còn viết hẳn một list cơ. Blue Flag nè. Cái bộ này cũng khá là hay nhưng mà mình mới đọc đến tập 3 thôi. Chắc chắn là mình sẽ đọc tiếp theo. Blue Payo thì không còn gì để nói rồi. Quá là hay. Hay và bìa rất là đẹp luôn ý. Đó, thì mình để ở đây. Tiếp theo dãy bên trong nha, thì có Cậu Ma Nhà Xí Hanako này, đến tập 14. Chuẩn bị ra đến tập 15 rồi mọi người ạ. Mình đã kiểu mua trước online rồi, bởi vì là mình lười ấy. Mình đã mua trước kiểu link pre-order ấy, kiểu như vậy. Bởi vì là mình sợ là mình không săn được, nên là mình thôi mình cứ mua online cho nhanh. Đấy, xinh đúng không? Trời ơi, dễ thương khủng khiếp luôn. Mình sẽ chọn ra một số các cái màu mà mình yêu thích. Đó, Cậu Ma Nhà Xí Hanako. Mọi người nên đu bộ này nha. Đây là một cái bộ mà mình đã từng kiểu, ui giời ơi, cái bộ này không hợp gu với tôi đâu, nhìn nét vẽ trẻ con lắm, kiểu như vậy. Đã thấy ở đằng sau lại còn kiểu tác dành cho lứa tuổi 15 cộng ấy, xong mình nghĩ mình lớn mà sao mình phải đọc mấy chuyện này. Nhưng mà khi mà đọc và mua thì mình đã u mê nét vẽ này, rồi cách phối màu cũng như là nội dung rất là hay luôn. Và cũng rất là nhiều những cái phân đoạn kiểu xóp xỉu nha mọi người, chứ không hề là không có nha, vẫn có thể quắn quéo được. Còn bên này thì là Horimiya 16 tập.
Đó, ở đây có cả bản thường lẫn bản đặc biệt nữa. Nếu ai mà chưa xem hành trình Du Horimiya của mình thì hãy xem nha, hãy xem đi nha. Mình đã có cái hành trình Du với bộ này. Đó, rất là dễ thương luôn. Còn đây là box set. Box set tập 16 mình cũng đã lên clip rồi. Tiếp theo là cái ngăn cuối cùng của cái dãy kiểu đánh nấm máu me be bét kiểu như thế. Đây là một cái figure chồng mình này, Tanya này, bỏ xuống đây. Ở bên ngoài này thì mình có Alice in Wonderland tập 1-2. Tập 3 thì đang trên đường về. Mình cũng để tạm ở đây bởi vì kiểu hết chỗ rồi đấy. Lớp học rùm rợn. Đó, mọi người thấy không? Lớp học rùm rợn mình cũng thiếu tập 6. Không hiểu sao mình cứ mua chuyện ý thì mình hay thiếu nhất là tập 6 mọi người ạ. Không hiểu có cái điểm gì không nhưng mà rất là hay thiếu tập 6. Thì lớp học rùm rợn cũng là một cái bộ mà mình khá là thích. Nét vẽ thì như là shoujo ấy nhưng mà nội dung thì khá là đắt. Kiểu như vậy. Đọc cũng có khá là nhiều những cái trích đoạn khá là giật mình đấy. Đây, đó, nét vẽ này. Cũng nhân vật nam cũng cute các thứ kiểu nhìn rất là kiểu soyo soyo. Nhưng mà đọc thì khá là ghê. Sau đấy bên cạnh mình sẽ chỉnh cái đèn này cho một tí rồi. Sau đấy là Chainsaw Man tập 1 đây. Mình không thích bìa bánh mì mọi người ạ. Thế cho nên là mình đã quăng cái bìa bánh mì đi ra chỗ khác. Mình sẽ sử dụng bìa này thôi. Tại vì mình thấy cái bìa này màu sắc kiểu dễ thương hơn ý. Mình không thích cái chất liệu giấy của bìa bánh mì. Đây, Chainsaw Man. Thì là sự phép thuật của IPM. Đó, một cái bộ cũng đã từng kiểu làm mưa làm gió trong một thời gian. Đến bây giờ thì nó vẫn khá là ok, khá là hay. Và nét vẽ tỉa thì quá đẹp, quá đỉnh. Đây, cho mọi người xem một số. Mình rất là thích cái bìa tím này. Đó. Và hình như là mình mua được bản đặc biệt của cái bìa tím này. Nhưng mà mình đã kiểu như là cất standee của nó đi rồi, cất bookmark của nó đi rồi. Đó, thì là sự phép thuật. Nhưng mà bộ này mình cũng đọc, đang đọc dang dở mọi người ạ. Mình chưa đọc hết. Tiếp theo là Thị trấn vắng mình tôi. Mình cũng chưa đọc bộ này, mình đang kiểu xem phim hoạt hình ấy, xong rồi mình mới đọc. Và như thế nào đấy thì nó đã ra đến tập 8, tập 9 rồi. Mà mình vẫn cứ đứng im ở tập 4 chưa mua tiếp. Thì chắc là mình sẽ mua tiếp trong thời gian tới. Bên cạnh đó thì là Dược Sư Tự Sự. Một bộ truyện rất rất là hay. Truyện của Nhật Bản nhưng mà đọc thì như là Trung Hoa vậy. Đó, cái bìa của Dược Sư Tự Sự. Oh, đấy mọi người ạ. Mình vừa cầm điện thoại vừa quay nên là nó rất là mỏi tay luôn ý. Cái tripod của mình thì không thể cao được như cái kệ sách này. Đó, thì đây là Dược Sư Tự Sự. Tiếp theo là Ikigami Full 10 tập. Đáng nhẽ là cái bộ này thì mình sẽ đọc xong và mình sẽ cất lên nóc tủ của mình. Cất đi, kiểu bọc cất đi. Đó, nhưng mà bởi vì mình chưa đọc xong. Thế cho nên là mình đã chưa cất đi và mình để đây. Tại vì đây là một bộ truyện mình cũng khá là thích. Mình đợi đọc xong thì mình sẽ cất. Mình cũng thích cái bìa nó đơn giản như thế này. Đó, thì tiếp theo đó là Chú Thuật Hồi Chiến. Mình bọc những cái tập không này vào. Một thời mà mình suốt ngày gacha ấy mọi người. Đó. Thì đáng ra là mình sẽ đủ 5 cái bookmark này. Đây. Nhưng mà mình đã bị trùng. Mình còn thiếu panda.
Đợt trước thì mọi người có thể thấy là mình đã kiểu như là quay clip gacha toàn panda ấy. Xong rồi bạn bè mình thì thiếu panda, thế nên là mình đã đổi cho mọi người. Xong cuối cùng đến lượt mình đổi xong thì mình mới chợt nhớ ra là mình đổi luôn cả cái panda của mình ạ. Thế nên là mình mới thiếu cái bookmark panda là vì thế đấy. Tiếp đến là tập 1 đến tập 8, chú thuật hồi chiến. Cái này thì mình không đu bản limited, mình chỉ đu bản thường thôi. Đó, thế cho nên là mình chỉ có bản thường. Cá nhân mình thì mình cũng không ham hố đu cái bộ này bản đặc biệt cho lắm, bản limited cho lắm. Tiếp đến là một bộ truyện của tác giả yêu thích của mình, Jiro Tanabe, cực kỳ yêu thích. Đó chính là Birdman. Đó, cái bìa của cái Birdman này cũng rất là đẹp luôn nha mọi người. Đây, bookmark cũng xinh nữa, xinh xỉu. Đó, chất lượng cũng khá là ok, mà như chỉ có 35.000. À không, 30.000 luôn. Đó, hãy đu bộ này mọi người ơi. Nếu ai đã đọc Kết Giới Sư thì chắc chắn là phải đu bộ này nha. Và nó chỉ có 16 tập thôi, rất là dễ để đu luôn ý. Ở đây thì mình cũng mua thiếu thì phải, mình mua thiếu tập 12, tập 14 và tập 16 thì đang ra. Đấy, mọi người có thể thấy thiết kế bìa cực kỳ đẹp luôn. Một số những cái bìa mà mình yêu thích. Đấy, xinh nhờ mọi người nhỉ, rất là xinh luôn ấy. Đây, thì ở trên này là có tập 15 là mình đang có gần nhất. Bookmark của nó rất là xinh luôn, xinh lắm. Tiếp theo thì là Spy X Family, mình cũng chỉ đu bản thường thôi mọi người ạ, mình cũng không đu bản đặc biệt hay là limited hay là gì thì cả. Tại vì tùy một số bộ thì mình nghĩ rằng là mình sẽ chỉ cần phiên bản thường thôi là được rồi, mình không cần đu quá nhiều. Ở đây thì có tập 7 là mình mua được bản đặc biệt thôi. Đó, còn lại thì là bản thường hết. Sang đến với dãy bên này thì mình gọi dãy bên này là cái tủ sách chữa lành của mình, bởi vì là nó có rất là nhiều những cái bộ mà mình yêu thích. Xin lỗi mọi người nếu như là thỉnh thoảng mọi người nghe thấy tiếng khoan cắt đục đẽo, bởi vì là nhà hàng xóm của mình kiểu đang xây ấy, và liên tục ngày nào hàng ngày không lúc nào ngừng nghỉ khoan cắt cả mọi người ạ. Rất là đau đầu luôn. Và mình đã cố canh vào cái giờ mà họ không khoan cắt rồi, nhưng cuối cùng thì họ vẫn khoan cắt. Thế nên là mong mọi người thông cảm cho những cái tiếng ồn lung tung ở ngoài nhá. Thì đây, ở trên này thì mình để nguyên một cái kệ toàn là để sách của mình thôi. Thì ở đây là mình có 3 cuốn này, Những Câu Chuyện Ngày Mưa của tác giả La Ali. Đó, thì những cái cuốn này nó như kiểu mấy cái mẩu văn nhỏ nhỏ thôi, tản văn kiểu như thế, nó cũng khá là hay. Tiếp theo là Những Cảm Xúc Bị Cấm Đoán này. Yêu là thương hay vận rủi, thì đây là thơ song ngữ, mình cũng rất thích là đọc thơ. Cuốn Sống Trong Thế Giới Của Đàn Ông, cái cuốn này cũng rất là hay nhá, của siêu mẫu Hà Anh, cực kỳ hay luôn. Đó, tiếp theo là mấy cuốn sách Triết Lý Alpaca này, Chơi Thì Chơi, Không Chơi Thì Chơi này, và Xin Chào Đây Là Một Cái Ôm. Những cái sách mà của Merry Go Round ấy, đây cứ gọi tác này, sách rất hay luôn, mọi người nên mua nha. Tiếp đến là Những Điều Tôi Tự Dặn Chính Mình, Đừng Cố Làm Người Tốt Trong Mắt Tất Cả Mọi Người, Cuộc Đời Tròn Hay Méo của Cu Chí, rất hay. Sách của cái anh này viết rất hay. Bình thường hồi xưa ấy, thì mình rất hay đọc kiểu dạng như là Võ Tòng Đánh Mèo này, rồi Cu Chí này, kiểu như vậy, những cái sách mà kiểu khá là châm biếm đời thường ấy. Đấy, thì mình hay đọc những cái cuốn như vậy. Cuốn Sổ Trắng của Quốc Bảo. Và đương nhiên là số sách của mình thì còn nhiều hơn thế, nhưng mà ở đây là những cái sách mà mình thường hay đọc đi đọc lại nhé. Đây, Để Yên Cho Bác Sĩ Hiền, đây cũng là một bộ khá là hay.
Đinh Vũ Hoàng Nguyên, Có Một Phố Vừa Đi Qua Phố. Và tác giả này thì đã mất rồi. Tiếp theo là một số những cái cuốn gọi là kiểu như nào, thức tỉnh à, kiểu như vậy. Mình hay nói đùa bản thân như vậy. Thì mình hay đọc Osho. Đây là cuốn cảm xúc này. Cuốn yêu. Ai có người yêu, ai đang yêu, đã yêu và đã kiểu dạng như là cũng đang đau khổ hay vui buồn trong tình yêu ấy, thì hãy thử đọc cuốn này nhé. Cuốn yêu và cuốn cảm xúc này rất là hay luôn. Tiếp đến là cuốn phụ nữ này và cuốn ươm mầm. Hai cuốn của Đại Đức Hemin là hai cuốn mình cũng rất là thích, siêu thích luôn. Đó là Bước Chậm Lại Giữa Thế Gian Vội Vã và Yêu Những Điều Không Hoàn Hảo. Hai cuốn nữa mà mình cũng đã từng giới thiệu với mọi người để gọi như là thấu hiểu cảm xúc của mình hơn và không trốn tránh với những cảm xúc tiêu cực hay bất cứ cái gì tiêu cực của mình. Đó chính là cuốn Không Làm Thinh Với Cảm Xúc. Và tiếp theo đó là Yêu Mình Trước Đã, Yêu Đời Để Sau. Đây là hai cuốn mình recommend các bạn hãy nên đọc nhé. Cực kỳ là nên đọc luôn á. Tiếp đến là một cuốn Sức Mạnh Tiềm Thức. Mình mua về nhưng mà mình cũng chưa đọc cuốn này. Một cuốn tác giả mà mình khá là thích, Steve Harvey, nói luôn cho nó vuông. Đó, cuốn này hay lắm. Đó, cái ông này là cái ông mà MC khá là nổi tiếng và hình như là đã đọc nhầm tên hoa hậu một thời thì phải. Nhưng mà ông này viết sách hay lắm mọi người ạ. Đó. Tiếp đến là sách của John Gray, Đàn Ông Sao Hỏa, Đàn Bà Sao Kim. Đây cũng là một cái tựa sách rất là hay luôn, mọi người cũng nên đọc nhá để hiểu rõ hơn ý. Đó. Tiếp đến thì là mấy cuốn sách kiểu như là nuôi dạy con của mình thôi, thì mình mua mấy cái cuốn này. Cuốn này thì khá là hay, Hướng Dẫn Sử Dụng Mẹ, Hành Văn Hay Cực. Mọi người cũng có thể thử đọc nếu như mà kiểu cảm thấy đôi khi cuộc đời nó kiểu hơi kiểu tiêu cực quá ấy, thì hãy đọc cái này nhá. Dễ thương lắm luôn ấy. Con Nghĩ Đi Mẹ Không Biết này, vẫn là sách nuôi dạy con. Thần Số Học, mình mua về vì mình kiểu cũng tò mò ấy, nhưng mà mình cũng chưa nghiên cứu kỹ. Muốn An Được An của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh, Thiền Sư Và Em Bé 5 Tuổi. Lúc mà mình mua cái cuốn sách này ý, thì mình cứ nghĩ là nói về em bé 5 tuổi nào đấy cơ. Và cái bìa cũng khá là gây hiểu lầm, nhưng thực ra khi mà đọc rồi thì mình mới thấy là kiểu dạng như là thiền sư nói về đứa trẻ bên trong của mình cần được chữa lành hay cần được cứu rỗi như thế nào, đại loại là như vậy. Đó, thì mọi người cũng có thể mua để đọc nhá, chứ nó cũng không phải là nói về em bé 5 tuổi hay là sách cho trẻ con đâu, không phải nha. Tiếp đến là Sống Vốn Đơn Thuần của Phong Tử Khải. Một cuốn cái tựa khá là hay, đó là Tại Sao Đàn Ông Thích Tình Dục Và Phụ Nữ Cần Tình Yêu. Nhưng mà rất hay nha, cái cuốn này hay lắm. Đó, Trái Tim Đàn Bà, Thiên Tài Bên Trái, Kẻ Đêm Bên Phải, Thích Nhất Hạnh, Con Đã Có Đường Đi. Và một số cuốn sách ở trong này, đó là mấy cái cuốn mà mình đã bảo là kiểu dạng như là mình đọc để mình cuốn sách châm biếm ấy, thì nó sẽ có mấy cái kiểu dạng như là xóa hết dấu vết trước khi về nhà. Cái cuốn này mình đã đọc từ thời cấp 3 rồi, Đức Long, rất là hay luôn. À không phải là cấp 3, 2013 thì là mình năm nhất đại học gì đấy, à năm 3, 4 đại học gì đấy, mình không nhớ lắm. Võ Tòng Đánh Mèo này, Võ Tòng Đánh Mèo rất là hay nha. Anh này bây giờ cũng hot TikToker đấy, chắc chắn là mọi người đã xem clip của anh này trên TikTok rồi. Đây anh này này, đó thì anh này hồi xưa viết văn rất hay và anh xuất bản sách. Cái cuốn này cũng có lâu lắm rồi. Đó, và mấy cái cuốn kiểu cười rồi khóc, khóc rồi cười, rồi cuộc sống đếch giống cuộc đời kiểu như thế. Cuốn Nếu Gặp Người Ấy Cho Tôi Gửi Lời Chào, tác giả Ichikawa Takuji, thì đây là một tác giả mình khá là thích. Có cái bộ mà Em Sẽ Đến Cùng Cơn Mưa ấy, bộ đấy cũng hay, nhưng mà cái cuốn đấy mình cho ai mượn rồi, thế nên là mình kiểu bị mất ấy. Tiếp đến là cái
khoang để chuyện này của mình, một đống chuyện solo và để những cái chuyện mà mình cực kỳ yêu thích, và những cái chuyện mà đại loại là nếu mà nhiều khi mình ngồi mình chán quá ấy, mình có thể kiểu rút ra những cái tập bất kỳ và mình đọc, bởi vì là mình đã kiểu như là thuộc hết những cái tình tiết ở trong chuyện này rồi, mình đã biết hết rồi, mình kiểu đọc đi đọc lại phải hàng trăm lần rồi, kiểu như vậy, nói hơi ngoa nhưng mà kiểu cũng phải đến mức như thế. Mình đọc rất nhiều rồi, kiểu từ thời lớp 5 mình đã đọc cái bộ Dòng Sông Huyền Bí này rồi chẳng hạn. Đó, và kiểu những lúc nào mình chán quá ấy, mình muốn kiểu một chút gia vị ngọt ngọt cho cuộc sống thì mình lôi một cái bộ solo huyền thoại của mình ra, mình đọc. Đó, thì một trong số đó là bộ Dòng Sông Huyền Bí, một cái bộ phải nói là solo trong lòng mình kiểu hay nhất, đối với mình là như thế, kiểu không có bộ nào vượt qua nổi, mặc dù là bây giờ có rất rất là nhiều bộ cũng rất là hay, nhưng mà đây đối với mình thì vẫn là cái bộ solo mà hay nhất trong lòng mình luôn, mà mình có thể đọc đi đọc lại bất kể lúc nào. Một bộ tiếp theo mà chỉ xếp sau Dòng Sông Huyền Bí thôi, đó chính là bộ Thổ Thần Tập Sự. Đó cũng là một cái bộ huyền thoại trong lòng mình. Mình rất rất là thích đọc những cái thể loại solo mà kiểu như là quỷ kiếp, xong rồi yêu tinh, yêu quái, yêu người thường. Đó, xong rồi người chim, người chiếc, vampire, xong rồi kiểu xuyên không, kiểu như vậy, kiểu na ná như kiểu là Nữ Hoàng Ai Cập Dòng Sông Huyền Bí kiểu thế. Nhưng mà đối với mình thì Nữ Hoàng Ai Cập thì thôi, không nói làm gì rồi, kiểu bây giờ nó còn không phù hợp với mình nữa, và nó dài dòng lê thê ấy. Đó, đối với mình thì Dòng Sông Huyền Bí là hay nhất này, xong đến là Thổ Thần Tập Sự. Đó, đây là những cái bộ solo mà bất cứ lúc nào mình cũng có thể lôi ra đọc. Tiếp theo thì là một bộ nữa đến từ nhà xuất bản trẻ, đó là bộ Blackbird. Thì bộ này mình mới đọc cách đây có 3 năm thôi. Đó, nhưng mà mình cực kỳ là thích cái nét vẽ này, cũng như là cái nội dung của cái chuyện này. Nó cũng là một cái bộ chuyện mà để gọi là mình có thể đọc bất cứ lúc nào được ấy. Mình cũng thuộc tình tiết luôn, nó rất là hay luôn, kiểu một vài tình tiết 18 cộng cũng có này, xong rồi kiểu nhân vật chính cũng sủng nữ chính kinh khủng khiếp, xong anh này cũng kiểu yêu quái tengu các kiểu nữa, cho nên là mình rất là mê luôn. Đó, thì đây là ba trong số những cái bộ solo mà mình thích nhất, thì hiện tại mình để đây để mình đọc. Còn trong này vẫn còn chỗ thì mình để cái bộ Romantica Clock. Đây là cái bộ mà phát hành năm ngoái. Mình rất là thích nét vẽ này, mặc dù là chuyện nó cũng có hơi trẻ con và nó cũng hơi tình yêu bùng binh một chút, nhưng mà như mọi người có thể thấy nét vẽ từ tập 1 cho đến tập 10 thì đến tập 10 thì tác giả đã lên tay rất rất là nhiều, và tác giả vẽ tập 10 rất rất là đẹp luôn, kiểu đến tập 10 là một cái nét khác rồi, kiểu như quá trình trưởng thành ấy, từ kiểu học sinh lớp 10, lớp 11, 12 gì đấy, xong cho đến khi lên đại học, kiểu thi đỗ đại học thì đấy. Còn ở đây thì là Trò Chơi Cút Bắt. Hồi xưa ấy thì mình có full 3 bộ solo của tác giả Io Sakisaka. Mình có cả bộ Con Đường Mùa Xuân này, và cái bộ gì nữa nhở, tự dưng mình quên mất tên rồi, mình tự dưng mình quên mất tên thôi. Nhưng mà khi mà đọc hai cái bộ đấy thì mình không thấy hợp cho lắm, mình không thích cái nội dung như vậy, và mình chỉ giữ lại cái bộ Trò Chơi Cút Bắt thôi. Mặc dù mấy bộ kia mọi người cũng săn lùng rất là nhiều, nhưng mà mình chỉ giữ lại những cái bộ mà nội dung mình cho rằng là phù hợp với mình. Đó, thì đây là bộ Trò Chơi Cút Bắt, cũng là một trong những bộ mà mình khá là yêu thích, và tâm lý của nhân vật nó cũng ổn hơn hai cái bộ kia ấy mọi người. Đó, nên là mình thích bộ này hơn. Tiếp đến là một cái khoang để chuyện mà mình cũng rất là yêu thích, cũng rất là chữa lành, đó chính là Chuyện Tranh Boy Love của mình. Thì mọi người, cho mọi người xem là mình có những bộ gì nha. Đầu tiên là Ánh Mắt Thay Lời Yêu Thương Và Chẳng Thể Là Yêu, mình cũng đã unboxing rồi. Tiếp đến thì là Cơ Duyên Của Cáo. Chuyện này nên vậy cũng rất là đẹp và cũng có một chút kiểu 18 cộng. Rất là thích, mình chỉ thích mấy cái chuyện 18 cộng thôi mọi người ạ. Ngày ấy tình yêu chúng ta trọn vẹn này. Chuyện của IMZ, Happy Birthday, chuyện của IMZ cũng là chuyện mà mình
khá là thích. Làm dâu nhà sói rất là hay. Cứ sói với cáo xong rồi có tình tiết 18 cộng là mình thích. Gửi người bí ẩn thân thương. Đây là một bộ nét vẽ cũng rất là xinh. Kiểu cứ nhìn cái bìa này mình cứ liên tưởng đến kiểu mấy chàng trai Pháp ấy. Với cả kiểu cái nhân vật tốt rồi này. Kiểu Nana từ Tsukasa trong Boy Over Flower, con nhà giàu. Này gặp anh này. Bộ 3 tập Sanctify. Mình đọc tiếng Anh hơi dốt mọi người ạ. Mọi người thông cảm nha. Tiếp theo là khởi đầu mới là trở về nhà và khởi đầu mới từ bữa cơm nhà. Đó. Tiếp theo một bộ nữa, ánh đèn trong đêm. Vị thần và sứ giả không thể bay. Người lạ bên bờ biển của Kikana. Bây giờ hình như cũng mới ra một bộ nữa, cái gì Người lạ gió xuân hay cái gì đấy mình không nhớ tên, cũng của Kikana. Unroom Angle này. Đây. Ba cuốn tình đầu nhạc tai. Nét vẽ cũng rất là xinh luôn. Mình cũng đã review rồi. Xin lỗi mọi người nhá. Nhà bên cạnh vẫn cứ thỉnh thoảng khoan cắt. Mà không phải khoan liền một lúc rồi nghỉ đâu mọi người ạ. Mà cứ khoan 5 phút xong nghỉ 5 phút rồi lại khoan 5 phút mọi người. Mình rất là ghét luôn. Tạm biệt chim diệp của IMZ. Một tác giả mình rất là yêu thích, Ju Chitose, Sắc cam trong nắng. Hay lắm. Hay lắm luôn. Thích nét vẽ cực. Mỗi tội là nhưng cái cuốn này nó dày quá, cầm không được. Mùa xuân của máu nước này. Bạn cùng lớp. Chuyện này cũng rất là hay. Tác giả này cũng mới ra thêm một bộ nữa nhỉ, của nhà Amac. Hai cuốn My Little Inferno. Là người hay là sói. Bộ tập 1, tập 2. Một tác giả nữa cũng là Ju Chitose, đó là Sentimental Darling. Seven đây. Oh. Mọi người ơi, kiểu mình sắp gãy tay rồi ấy. Cái kệ nó quá cao. Tập 1, tập 2, Seven đây này. Tớ thích gương mặt cậu rất là hay luôn. Linh mới ra của Natsuki Kizu. Hình như là cùng tác giả với cả bộ Given à. Mình không biết có đúng không nữa, tại vì là lúc mà mình unboxing cái bộ Linh này thì có một em mình nói với mình là chị ơi, nếu mà chị thích nét vẽ và tác giả đấy thì chị thử đọc bộ Given đi. Thì đây. Đây là bộ Given, hình như là cũng cùng tác giả. Mình đã đọc online rồi và kiểu mình thích quá, thế nên là mình đã kiểu tậu một cuốn tập 1 ấy của phiên bản Nhật, sách Nhật như thế này. Tiếp đến bộ truyện siêu đáng yêu và gọi là mình có thể gọi là mình thích nhất trong mấy năm trở lại đây khi mà đọc Boy Love. Đó chính là Sasaki và Miyano. Dễ thương khủng khiếp. Nét vẽ cũng siêu siêu đẹp. Cute lắm luôn mọi người ơi. Dễ thương lắm. Đấy. Sóc xỉu luôn. Dễ thương khủng khiếp. Nói chung là phải đu Sasaki và Miyano. Tiếp đến một bộ Cơn Lớp mà mình không hẳn là đầu tiên mà bộ mình mua, nhưng là bộ mình mua mà mình sẽ giữ lại để đọc các mọi người. Còn đợt trước như Yuri hay là mấy cái bộ Cơn Lớp khác thì mình kiểu không hợp ý. Thế nên là mình mua và mình đã pass lại rồi.
Nam Hào Thượng Phong tập 1. Siêu buồn cười vì mình cũng kiểu để ở đây. Nó không hẳn là, nó không phải là đam mỹ nhưng mà kiểu mình hết chỗ rồi ấy. Thì mình để ở trong này đây, thì mình cũng xếp xếp như thế này bởi vì mình có quá là nhiều chuyện ấy. Trong này thì có tập 1 xa vào ánh hào quang của người. Mình rất thích cái bìa này bởi vì nhìn đúng kiểu ánh hào quang thật. Nhưng mà tôi không hợp đọc cái chuyện này. Veil bản thường. Mình đã có bản siêu đặc biệt rồi nên mình để đây. Here You Are của Dijun. Rất là thích nhưng mà cũng không hiểu sao mình cũng mua thiếu tập 3. Tập 4 này. Tập 2 này. Tập 1. Đó. Sói đầu đàn và cún nhỏ. Rất là thích cái thiết kế bìa luôn. Quan hệ bạn bè tập 1 của Từ Vũ A. Cũng chưa kịp mua tiếp các tập nữa. Cherry Magic thiếu tập 3. Đó, chắc là mình phải mua thêm. Của mình phải nốt lại những cái chuyện mà mình mua thiếu ấy. Mình mua nhiều quá mình còn quên thôi. Thế rồi chúng ta đi này. Đó, Mr. Mưa. Dear Mr. Rain. Thế mình gọi là ông mưa, kiểu như thế. Quái mèo độc tấu này. Cứ người thú, người thiếc thì bay hết vào đây, Linh sẽ mua hết. Red Full Moon. Vừa mãn nhãn yêu đương, vừa mãn nhãn bánh kẹo ngọt nghiếc các kiểu. Anh em nhà Motohashi. Rất rất là hay luôn và hài hước. Nó cùng tác giả với cả bộ cái gì nhân viên văn phòng và cái gì tập sự ấy. Mình quên mất tiêu tên nữa rồi. Tự dưng mình quên mất, mình cũng cất cái bộ đấy đi rồi. Đó. Và đây, đây là bìa bánh mì không dùng đến. Đem để ở đây. Ghi chép về đá quý trăm năm này. Hoa và xui này. Đây là cái bộ kỳ án siêu nhiên mình cũng đang đu, mình cũng đang đọc ấy. Nhưng mà mình hết chỗ để rồi. Nên là mình để vào đây.